Chào anh em, trở lại với channel của mình là Ryan Lê và hôm nay mình xin làm video hướng dẫn cho anh em về Boss Hoàng Kim, cuộc chiến không hồi kết ở tất cả các server. Thì bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn, là đang đứng đợi boss thì ban ban mình ăn là từng boss boss hệ thổ là từng thủy hoàng, với đây là một con hệ hỏa. Từng thủy hoàng thì dưới mặt cao quật là boss hệ hỏa. Mặt cao quật đây, mặt cao quật hình như boss thì mình trước khi mình sẽ vào vấn đề là bản cập nhật mới hiện tại của VNG á, thì nó hạn chế đi khả năng cày của rất nhiều anh em, cày cú khá là nhiều về mặt về vấn đề mở rương này, và về vấn đề mà vật phẩm đấu giá nó ít đi á, nên hạn chế vấn đề cày cú của anh em khá là nhiều. Với lại nó cũng fit lại cái vấn đề mà nhiều anh em hỏi mình là cái chỗ ác ban chiến á. Ác ban chiến thì nó cũng fit đi khá nhiều. Thì các bạn đâm boss hoàng kim đây thì có xếp hạng sát thương các bạn. Xếp hạng sát thương đây. Thì sát thương của bang nào cao á thì boss sẽ thuộc về bang đó. Nên đa số anh em mà biết BK ấy, biết mà đâm boss ấy thì anh em sẽ đam 50% xong rồi đa số bỏ không à. Đây mình sẽ bật cái voi bang lên để coi anh em nói chuyện sao. Thì đa số là anh em sẽ nói chung là khi đây lắc nó không có nghe được cái mic lắm. Thì anh em đa số quýnh đây. Con boss này là thường thường con boss mà máu yếu á, thường thường con boss giả không các bạn. Boss này boss giả. Đây. Còn khỏi con đây là mình coi bất giả bất tật nha. Đây giả thân thấy không, thường thường cái con mà máu ít á dễ đánh á là thường thường con giả không à. Đó, con thiệt nằm đây rồi đấy. Thì hiện tại đây con thiệt ăn luôn rồi, thì bang mình ăn được con bot này luôn rồi, ăn được con bot thiệt luôn rồi. Đây bang mình 74%. Thì bây giờ sẽ qua bên bên mặt cao quật đây. Thì khi qua những cái bản đồ này thì bắt đầu lại xảy ra một vấn đề lớn, đó chính là cuộc chiến không hồi kết. Các bạn thấy người thấy xác nhưng mà chưa thấy được con boss các bạn à. Ừ bây giờ mình thấy được con boss rồi, hên quá, đi vô các bạn à, vừa mới nói chết luôn. Đây mình sẽ vô, mình sẽ quất banh xác tụi nó các bạn à. Một là chúng ta không thấy boss thì bây giờ mình giết luôn. Mình ghét rồi. Này là cái video hướng dẫn giải trí các bạn nha, nên đa số các bạn nếu mà săn boss đi thì các bạn nên chạy thẳng vô con boss luôn nha. Còn video đây là mình hướng dẫn giải trí anh em, là anh em có thể đứng chặn cổng, nhưng mà đa số chúng ta nên chạy thẳng vô con boss luôn. Đây bạn chạy thẳng vô con boss để đâm boss luôn, đừng có quan tâm anh em đây quýnh gì quýnh. Đây mình lựa vị trí đứng tốt nè, mình giết nó. Một mà đâm boss, hai là anh em giết nó dễ thôi em. Ấy ấy à, bị con thí yên này giết các bạn à. Các bạn thấy thí yên mà bóc lớp cũng hơi mạnh nhưng mà đây thì mình sẽ lựa vị trí mình đánh để đâm boss cho dễ xíu. Đây mình đứng đây đi, đứng đây để mình xúc hết mấy đứa kia. Ấy à, đứa nào bính mình đau vậy. Nhà mì có vẻ khá trâu nha. Đó, bang mình có thể chiếm được ưu thế các bạn ơi. Đây mình chiếm được ưu thế rồi. Làm boss thôi anh em ơi. Này, thì anh em nên đứng đứng ở một một cái góc á. Mà cái đam á, mình tập trung lại mà hướng chỉ ra bên ngoài. Thì mà khi đối thủ mà xông vô á, nó cũng tự chết luôn. Các bạn hiểu không? Đây, để mình đứng đây, mình nổi máu xong hết đi. Nói chung mỗi lần mà săn boss đó bạn là cực kỳ tốn máu các bạn ơi. Cực kỳ tốn máu luôn. Đây, nhiều bạn đứng chặn cổng mình không cần thiết, mình chạy thẳng cho mình đâm boss các bạn.
tại vì mình phải lấy sát thương boss để mình có cái top sát thương cao đó, thì boss thuộc về mình, nên anh em cứ cố gắng chạy vô đâm boss luôn nha. Còn anh em nào thích mà thích BK ấy thì cứ đi ra BK thôi, nói chung là cũng rất là dễ đấy. Có mấy đứa mà không thích đánh boss mà thích BK thì mình xúc luôn. Đây, xúc mấy đứa không bạn. Nãy giờ quên chơi chiêu các bạn à. Ây da, căng quá. Ây da, bên kia đông quá vậy. Busnit cũng có mặt ở đây các bạn à. Nói chung bây giờ ăn boss đó, nó khó hơn hồi phiên bản cập nhật trước, là đang ở hòa bình, còn bây giờ chúng ta là đang ở thời chiến tranh rồi các bạn à. Anh em muốn ăn cái gì anh em cũng phải phát gậy phát kiếm lên nó đánh lộn sấp mặt mới ăn được các bạn. Này chúng ta cứ vậy đi, cứ xúc được nó chưa đi. Nói chung thì mình BK trên PC thì nó cũng hơi khó, nhiều khi cũng cực kỳ khó vậy. Đây, mình giúp xúc được. Ây da, ma buổi sáng, bây giờ buổi chiều rồi mà ma buổi sáng còn giết mình nữa, tại sao vậy? Đây, anh em chết thì anh em cứ chạy vô đâm boss tiếp nha. Chứ các bạn đừng có đứng chặn cổng làm gì, mục tiêu của bạn là cố gắng lấy sát thương này. Ban mình 9% rồi, anh em cố lên. Cố lên anh em ơi. Này anh em cứ chạy vô anh em đâm boss luôn nha. Nếu các bạn bị dính sát thương á, các bạn nên chạy ra. Đúng không? Các bạn đừng có để cho người khác đánh mình. Giả sử như các bạn đang đâm boss đi, các bạn bị sốc thương nữa thì bạn chạy ra. Còn đây các bạn sốc thương này thấy không, các bạn chạy ra, chạy ra chứ không phải chạy vô. Bà mẹ, mình kinh công ra tiện kinh công vô cái ổ luôn, trời phải thiệt chứ. Để hồi máu lên các bạn đó, mình kinh công ra mà nó bay vô ngay nguyên cái động luôn, trời chết ngắt luôn. Đây thì nghe mình cố lên, ban mình 1% rồi. Con bot nó bút mẹ rồi, con bot nó chạy bên kia các bạn ơi. Tụi mình phải thiết lập lại cái dòng dây coi đông quá vậy. Đông quá rồi giết được mấy ông nội này nữa. Trời, công nhà mi, ông nội nhà mi đúng máu khờ, búp máu quýnh không chết luôn. Ừ, cũng tắt điện rồi. Vô vô boss đây, boss nó xuống rồi bạn ơi, boss xuống rồi, quýnh đây đi. Đây chúng ta đâm boss tiếp nha. Cố lên cố lên cố lên, né ra né ra né ra bạn, né ra. Trời ơi không né được luôn. Bởi vì sao mình mới nói với bạn là nên ép cái viên đá thời gian bất lợi giảm á trong cái bốn môn của phái ngũ độc, đang thấy không? Nhiều khi các bạn né mà các bạn không bị bất lợi, cứ chạy tới chạy lui rồi cực kỳ khó chịu. Nên các bạn phải ưu tiên ép cái viên thời gian bất lợi trước. Má gặp thiếu lâm này nữa, bị sứ thiếu lâm mày vừa phải thôi. Các bạn thấy không? Bạn thấy không? Các bạn thấy người, thấy xác mà các bạn chưa thấy boss luôn. Các bạn đã chết rồi. Này, chúng ta chạy thẳng vô. Kệ mấy bạn nó đứng chặn cổng thì kệ đi, bạn đừng quan tâm. Mình phải chạy vô năng boss đây 4% mà cố lên. Nó căng dữ vậy. Cố lên em ơi. Không 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 có kỹ năng đâm boss luôn, anh em tập trung rồi, anh em của chúng ta rồi. Anh em tập trung đi bạn ơi. Đang mình boss hoàng kim có vẻ như không có nhiệt tình ta. Bạn này trận đấu căng quá. Nó vô đây chết luôn bạn à. Bắt đầu đông rồi. Chúng ta nên đi cái đường này móc qua đi. Đây, đi đường móc qua đây cho nó hợp lý xíu. Bà nội đi cái đường này cũng gặp nữa. Chung anh em chúng ta phải tiêu diệt tụi nó trước để anh em chúng ta có vị trí đứng tập trung lại á. Các bạn nên đứng một phía tập trung nè, các bạn dồn thì cái tỷ lệ ăn, tỷ lệ cái anh em á,
nó mới được, còn anh em đứng lẻ tẻ là bị chết hoài luôn à. Đây. Mất tọa độ lên. Tích tích chờ bán mình đi đâu. Ông nội nó không vô đang xong mất mấy ông nội cứ 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 đi bính lộn ngoài ra. Đây thì bang mình đã thua bus bus địch đó bạn. Bus địch có vẻ như ok hơn. Bang mình đã mục tiêu hết rồi. Đi chen thôi rồi. Rồi, nói chung là mình kết thúc video ở đây đi. Tại vì ai có mấy kiếp thiên la địa võng luôn. Ngon ta. Mà ai đấu lên 9.000 rồi. 4.500 thì mình sẽ mua bí kíp để mình đổi. Thì nếu theo mình á thì mình đang vân vân, có nghĩa là mình nên lấy một bí kíp, một cái kíp thiên la địa võng, ba bí kíp tấn công thì nó sẽ hợp lý hơn. Hợp lý hơn là mấy bí kíp kia. Mình đang vân, tại hôm bữa mà có một bạn á, các bạn hướng dẫn là nên lấy bí kíp hỏa sát các bạn. Bỏ lấy một cái bí kíp hỏa sát để tăng sát thương đòn đánh lên đó. Là cái này nè. Thuần dương công, bỏ qua kháng hỏa, tỷ lệ dây thiêu đốt. Đây. Bạn kêu nhắc lấy một cái này thì mình đang vân vân rất là nhiều. Tại vì mình đang muốn lấy là hai cái công nữa. Cái thiên la vọng này bắt buộc phải đổi nè. Mình lấy thêm hai cái công nữa. Mình lấy thêm hai cái công nữa. Này công đó thì hơi khó. Nếu mà hai công nữa thì nên nói chung thì cũng hơi khó các bạn. Hóa cốt trưởng né tránh chính xác không cần lắm. Hỗn nguyên công đây. Tấn công khiến tất cả. Thì cái này cũng được, hỗn nguyên công. Xét thương bạo kích đỡ đòn miễn thương. Nói chung mình sẽ cố gắng lấy thêm hai cái công nữa. Đây, kháng chí mạng đây. Cái chừng không huyền trung này nè là khá ngon luôn nha. Tấn công kháng tất cả, kháng chí mạng thì mình sẽ cố gắng lấy thêm hai cái bí kíp này nữa nha, là thành ba công. Ba công một độc. Đây. Thì mình đã có một công rồi. Mình đã có một công rồi các bạn, Bắc Minh thành công đây. Thì mình sẽ cố gắng lấy thêm hai cái kia nữa. Thì mình xin kết thúc video của mình tại đây. Thì mình xin nhắc lại là nhiều bạn ở chơi server khác cứ hỏi mình là mua ngân phiếu thế nào, xong mua ạc thế nào. Thì ở dưới cái link mô tả của mình là cái group để cho anh em mua bán tự do, và các bạn nên cẩn thận trước khi giao dịch. Bạn nên nhờ ban chủ bạn hay là mình hay là những admin khác. Tại vì group chính của VNC họ cấm mua bán. Thì bạn muốn bán thì vào group bên dưới. Và các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa và hữu ích cho các bạn nhằm mục đích giải trí hay là tham khảo, thì các bạn hãy nhớ là nhấn nút like video và nhấn nút đăng ký quả chuông kênh giúp mình để mình ra nhiều video ý nghĩa cho các bạn nữa. Một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.